Cái dừa này là cây dừa thứ ba đã ra lưỡi mèo. Đây là 18 tháng 2 tuần. Đó. Nó ra lưỡi mèo phải 6 tháng sau nó mới có trái. Mà lưỡi mèo đầu tiên chắc không có rồi. Đây là cây dừa thứ ba ra lưỡi mèo rồi nha. Đó, để coi lưỡi mèo nè. Lưỡi mèo nhét lúc trong đây nè. Đó. Đó, lưỡi mèo kìa. Tầm khoảng tháng tuần lễ nó lên to đùng. Nó có bị lớn nè. Đây là cây dừa thứ ba. Còn cây thứ hai là cũng cỡ lớn này ra lưỡi mèo hết trơn. Ủa, dạ.